Đây bây giờ cô lại tiếp tục dò dò đi. Một tay thì cô cầm cái dép để lết lết. Một tay thì đẩy cái bàn vé số. Cứ đi như vậy thôi. Đi một lúc mỏi cố dừng lại. Vào giờ có một chiếc xe hơi chuẩn bị đi qua. Đây cô dừng lại. Ồ, cái xe này nó lùi luôn rồi. Nguy hiểm chưa? Cô đi sát vô đây cô ơi. Thưa là cô có thể ngồi được xe lăn không? Không, cô có xe lăn hả? À, cô có xe lăn. À. Mình chạy bằng điện. À. Mình đi nhiều quá cái ghê không đủ điện gì. À. Tức là cô có xe điện rồi đúng không? À, con tính để giúp cô xe lăn. Vậy cô chân tay cô bị sao thưa cô? Cái hồng nó bị sốt. À, sốt bại liệt à? Tay này cũng liệt. Còn cái chân này thưa cô? Cái này nó cũng vậy. À. Vậy thì hàng ngày thì cô đi là xe điện nhưng mà bây giờ sợ không còn đủ điện. À. À, thưa cô ba anh chị, mình đang trên đường đi thì mình gặp có một cái người phụ nữ này đi trên 4 cái bánh xe và đang bán vé số này. Lết trên cái bánh xe. Cái đoạn đường này thì cũng khá là vắng. Ở đây có một người đang ra để mua phụ vé số này. Trời chưa nắng và cô ấy đội một cái nón. Rồi có hai cái xe. Một cái xe 4 bánh thì cô ấy ngồi lên trên. Cái chân có vẻ như là cô ấy bị tật. Còn một cái để vé số đó thì cô ấy để ở dưới đất và cũng cứ đẩy đẩy đi. Thì mình sẽ quan sát một hồi, sau đó rồi mình sẽ tìm cách để giúp đỡ cô. Trường hợp này thì rất phù hợp để được tặng xe lăn này. Nhưng mà không biết thì cô có muốn được tặng xe lăn hay không? Vì có ông bà khâu lưu ở Mỹ đó có tính là sẽ tặng khoảng mấy chục chiếc xe lăn giúp những cái người khuyết tật. Tuấn Dương đang quay ở khoảng cách khá xa, cỡ khoảng 50m nha các bạn. Cố lại bò lết lết đi.
mình sẽ coi để lát xem kiếm cái chỗ nào mát mát, mời cô dâu để hỏi thăm. Cái chiếc ô tô này nó đi qua này. Đấy, đi không khéo là lọt vào gầm ô tô rồi các bạn. Đây, cô đang bò bò đi đằng sau cái cô áo hồng này. Cô đang mời những cái người ở trong nhà mua vé số. Nói chung thấy cái hoàn cảnh này thì ai cũng thương, mua dùm 1-2 tấm cho mau hết. Cô đang thối tiền cho khách. Có một anh xe ôm đi qua này. Lại một người nữa dừng lại. À, người kia không phải mua đồ chứ không phải là mua vé số, chỉ có một anh xe ôm. Anh ấy mua phụ cho một tờ vé số. Có vẻ như cô đang đếm tiền. Chung là mình phải dành thời gian quan sát rất là tỉ mỉ, chi tiết. Để bây giờ thật giả rất là khó phân biệt. Hình như cô đang ngồi để đếm tiền đó. Đang ngồi soạn tiền. Thầy cô đang ngồi để xếp lại tiền lẻ, vé số. Để riêng phân loại tiền. Vẫn đang ngồi đếm tiền. Rồi, có cả những cái tờ vé số nữa.
Đây bây giờ cô lại tiếp tục dò dò đi. Có một cô dừng lại mua vé số này, cô ấy dừng mua bột chiên rồi cô mua vé số luôn, mua 1-2 tờ để ủng hộ. Mô tả chút để cô bác biết về cuộc sống của những người bán vé số, người khuyết tật ở Việt Nam đi bán vé số. Cô mua bột chiên thì cô ấy cơm chiên, bột chiên. Sau khi mua xong thì mua vé số xong thì cô vào mua cơm. Tức là xuất phát thì cũng là cái mục đích là đi mua cơm chứ không phải là mua không phải là mua vé số. Đấy, cô đang bò để đi qua đường này. Hình như cô sẽ mời hai cái người đang ngồi ăn cơm. Hình như hai người ăn cơm không có mua vé số. Cô đang ngồi, cô lại đi khuất sau cái... cô sang mời không được, cô lại đi qua đường. Lại mời tiếp. Đấy, lại một cô nữa ngồi xuống mua vé số phụ. Một tay thì cô cầm cái dép để lết lết, một tay thì đẩy cái bàn vé số. Cứ đi như vậy thôi. Đi một lúc mỏi cố dừng lại. Wow, giờ có một chiếc xe hơi chuẩn bị đi qua. Đây cô dừng lại. Ồ, cái xe này nó lùi luôn rồi. Nguy hiểm chưa? Cô đi sát vô đây cô ơi. Thưa là cô có thể ngồi được xe lăn không? Không, cô có xe lăn rồi. À, cô có xe lăn. Mình chạy bằng điện. Mình đi nhiều quá cái về không đủ điện gì. Tức là cô có xe điện rồi đúng không? Con tính để giúp cô xe lăn. Vậy cô chân tay cô bị sao thưa cô? Cô không nhỏ bị sốt. Sốt bại liệt à? Tay này cũng liệt. Còn cái chân này thưa cô? Chân này nó cũng vậy. Vậy thì hàng ngày thì cô đi là xe điện nhưng mà bây giờ sợ không còn đủ điện. Đúng rồi. Thế nhà cô ở đâu thưa cô? Cô
quê cô ở ở ngoài quê á, mà mình vô trong này mình ở trọ. Ý là quê cô ở đâu ạ? Cô ở trong Phù Cát. Phù Cát Bình Định nhỉ? Thế một ngày cô bán được nhiêu tờ? Ngày bán khoảng 100 mấy. Ở đây còn nhiều không cô? Cái này còn 80. Ồ, 80 tờ. Bị ế. Cái bữa giờ này là gần hết. Thế là rồi bây giờ cô ở trọ là ở đại lý hả cô? Hay cô ở đâu? Ở đại lý thì họ bao mình ở à? Nó bao mình ở, mình bán nhà là bán một tờ là nha. Bán. Còn một ngày thì cô bán được khoảng nhiêu tờ? Bán cỡ 100 mấy. 100 mấy? Hơn 200. Các bạn, đây là cái chiếc xe điện của cô ở đây. Thì cô để cái xe điện ở đây, cô gửi và cô đi vào phía bên trong. Mình tính là giúp cô xe nhưng mà cô có xe rồi, thì cô sợ là xe không có đủ điện để đi về nên là cô phải đi bộ.